nhiều người inbox hỏi mình, nhắn tin cho mình rằng là hay đi du lịch, hay đi chơi và muốn chọn một con loa để chuyên nghe nhạc khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, bass sâu, có khả năng kháng nước. Thì hôm nay giới thiệu anh em một con loa là Patti 100 này. Nó giống y như con mấy con đắt tiền hàng hãng, nhưng mà con kia nó giá trị gấp 10 lần con này. Con này chỉ bằng 1 phần 10 thôi. Nó cũng có khả năng kháng nước và có Bluetooth, nghe nhạc rất là hay. Mình phải nói là khâm phục các anh Trung Hoa, siêu siêu giỏi. Và nó cũng trang bị cho kèm một cái mic. Cái mic này, như cái mic này nó chỉ gọi là có thôi, hát cũng không hay vì echo nó rất là ít, nhưng mà cái loa này nó cho ra một cái chất âm giải âm bass rất là hay, và nó có một cái đèn đèn full led như thế này, bass khoảng bass 15, và nó cho mình nghe nhạc liên tục khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ, và cũng có cả USB và thẻ nhớ cho anh em. Đây, USB thẻ nhớ thiết kế rất là thông minh anh em ạ, rất thông minh. Đây, để ngay dưới này, đấy ngay dưới này. Con loa này chủ yếu là nghe nhạc là nhiều anh em nhé. Bây giờ mình không nói nhiều nữa, đây kích thước là khoảng 2 kg, 2 kg. Đây bass đằng sau, đây nó bass đằng thông đằng trước này, con này đánh hai hai hướng bát, một là bát đằng sau để cho cái giải âm trầm nó xuống, hai là bát ở đằng trước để cộng hưởng âm nhạc. Bây giờ mình sẽ thử cho anh em nào là tài xế này, muốn đi du lịch này, hay cả đại gia đình nhà mình đi chơi này, test thử xem chất âm cái này nó hay, hay không nhá. Nhạc vào này. Đó. Sau thì mình sẽ test một ca khúc kẹo vàng để anh em nghe thử nha. Chào anh em nha.